Trần Dung, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Thiếu tướng Lê Quang Đạo sinh ngày 23 tháng 3 năm 1971, quê quán xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn cử nhân biên phòng. Ông hiện là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên. Từ tháng 3 năm 1989 đến tháng 8 năm 1990, ông là chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Hà Nam Ninh, bộ đội biên phòng. Sau đó, ông đi học tại trường Đại học Biên phòng từ tháng 9 năm 1993 đến tháng 12 năm 1994, ông làm đội trưởng đội công tác biên phòng, đồn biên phòng 51 Thanh Lòa, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, ông làm phó trạm trưởng trạm Cốc Nam, đồn biên phòng 59 Tân Thanh, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, rồi làm học viên trường đại học biên phòng. Từ tháng 6 năm 2001 đến tháng 8 năm 2004, ông làm trợ lý tác chiến phòng tham mưu bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, rồi làm phó đồn trưởng kiêm trạm trưởng cửa khẩu quốc tế hữu nghị đồn biên phòng 55, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Từ tháng 7 năm 2008 đến tháng 3 năm 2011, ông làm đồn trưởng đồn biên phòng 59, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn rồi làm phó tham mưu trưởng, tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn và là học viên Học viện Lục quân hạng từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2012. Từ tháng 8 năm 2016, ông giữ chức phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Học viên Học viện Quốc phòng từ ngày tháng 3 đến tháng 7 năm 2018, rồi chỉ huy trưởng, phó bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, học viên Học viện Quốc phòng từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2018. Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020, ông là ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tham mưu, phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Đến tháng 9 năm 2020, ông làm ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng. Tháng 6 năm 2021, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Vào ngày 22 tháng 10 năm 2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định ban hành hàng loạt quyết định điều động bổ nhiệm nhân sự cảnh sát biển. Cụ thể, tại quyết định 1789, Thủ tướng điều động bổ nhiệm Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, giữ chức Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam của Bộ Quốc phòng. Trên đây là thông tin về Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem